Tùng MTB sở hữu danh tiếng đáng mơ ước trong làng giải trí Việt. Song song với đó, anh cũng gặp ồn ào về đời tư, đặc biệt là mối quan hệ với Hải Tú. Giữa lúc dân tình đang đoán mò đoán non về việc nam ca sĩ đang sống chung với Hải Tú thì anh vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Xuất hiện trên mạng xã hội, Sơn Tùng được cho đã chuẩn bị sẵn trở lại với đường đua âm nhạc. Ngày 18 tháng 12, Sơn Tùng MTB trở lại với mạng xã hội giữa ồn ào về chuyện đời tư. Nam ca sĩ đăng tải ảnh diễn vest cực chỉnh chu, người hâm mộ tiếp tục được chiêm ngưỡng chàng trai gốc Thái Bình với phong độ đỉnh cao, gu thời trang tinh tế. Bên cạnh đó, giọng ca "Nơi này có em" còn khiến dân tình suýt xoa khi đang thả dáng. Bên cạnh xế hộp, đây là con xe anh đã săn vào khoảng giữa năm 2021. Chiếc xe này thuộc dòng Mercedes. Sơn Tùng đã chọn tông màu trắng để mang đến sự năng động và tươi sáng. Trong một bức ảnh, Sơn Tùng khoe cậu vẻ điểm trai, anh chàng để mái tóc xoăn trông lạ mắt. Người hâm mộ nhận xét phong cách này, không khiến chủ nhân hít lạc trôi, trông già dặn mà còn trẻ trung hơn hẳn. Đi kèm với bài đăng, Sơn Tùng viết một cách ngắn gọn: trên đường đi làm, nam ca sĩ không đề cập gì đến những chuyện ồn ào tình cảm với Hải Tú trong thời gian qua. Hơn nữa, cư dân mạng còn nghi ngờ phải chăng anh đang thả thính. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin Sơn Tùng MTB và Hải Tú đang sống chung dưới mái nhà. Nam ca sĩ 9X đã thuê căn biệt thự trông cực sang chảnh, thậm chí vào những ngày Tết, cả hai cùng nhau đi mua đồ cúng. Ngoài ra, trong một số hình ảnh được đăng tải, dân tình mãi bàn tán liệu Sơn Tùng thực sự có hành động hất vai, hất chân Hải Tú hay chỉ là đùa giỡn. Lùm xùm về mối quan hệ yêu đương giữa Sơn Tùng và Hải Tú nổi lên từ khoảng đầu năm 2021. Khi đó, cư dân mạng chỉ trích nữ diễn viên độc quyền của MTB Trà Xanh xem vào mối quan tình giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Giọng ca "Một mình có buồn không" cũng được cho đã rời khỏi nhà chung với bạn trai sau 6 năm hẹn hò trong âm nhạc. Không ít fan của cặp đôi bày tỏ sự thất vọng và hoang mang. Họ chờ đợi trong cuộc đưa ra phản hồi chính thức nhưng nấy ai đều im lặng. Sơn Tùng nay chỉ quyết tâm cho âm nhạc khoảng thời gian chuyện tình cảm trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Nam ca sĩ vẫn thực hiện đúng kế hoạch phát MV "Muộn rồi mà sao còn". Anh vẫn xuất hiện ở những sự kiện âm nhạc hoành tráng và tên tuổi thu hút đông đảo khán giả. Sơn Tùng có nhiều kế hoạch và việc phát triển âm nhạc cũng như đưa ra tên tuổi cai trần Hải Tú đi lên trong giới showbiz. Song chính những scandal không hay đã khiến mọi thứ có phần chứng lại.